cả nhà có khỏe không? Cả nhà nhìn nè, mình mới mua hai trái sòi với các bạn, này sống á các bạn, ngon lắm nè, cả nhà thấy ngon không? Trái này nè các bạn, thì mình ăn nó giòn mà nó ngọt lắm. Cái này mình đi chợ đó mình mua, cái mình thấy người ta bán ngon quá mình mua hai trái vậy ăn, cả nhà thấy nó bự ha. Bây giờ mình gọt ra, cái mình có muối nè, cái mình trộn lên cái mình ăn, cả nhà xem mình gọt cho vui nha. Mình mới mua ngày hôm qua, cái mình về mình để vô cái tủ lạnh, bữa nay trưa rồi, cỡ 11 giờ trưa rồi. Ăn sòi chua các bạn, mình ăn á dắt chưa chưa nó ngon. Nhà thấy ngon. Cái sò này nè cả nhà, mình cầm mỗi tay nó nặng đó. Tại vì người ta bán trong cái chợ đó, người ta bán cái loại sòi bự này không à, người ta không có bán cái loại mà trái nhỏ nhỏ. Ở nhà thấy nè, cái vỏ nó hết biết rồi. Mình để trong cái tủ lạnh đó các bạn, nó hơi lạnh lạnh á, mình ăn ngon. Mình mua các bạn, mình lựa mình bóp trái sòi á nó cứng cứng á thì nó ngon, cái trái này là nó cứng hơn, còn trái này nó hơi mềm mà nó cũng còn độ giòn của nó đó. Mình gõ cái các bạn, chừa cái da nó còn hơi xanh xanh á thì mình ăn cái vỏ á thì nó giòn, còn trong ruột thì nó hơi mềm. Cái này phải có cái dao hay lưỡi mình gọt thì nó chừa cái vỏ xanh nhiều hơn, ngon. Cái nhà có cái vỏ nè,
các bạn mình trẻ vuông vuông nhỏ gì. Một hồi á, mình lấy cái đĩa mình ghim ăn nó gọn. Mình mua các bạn mình cũng lựa cái trái mà màu xanh đó, mà trong ruột nó cũng hơi chín rồi nè, nó đỏ trong ruột, nó vàng vàng là nó chín, ở ngoài thì cái vỏ nó còn nó cứng chứ. Cả nhà thấy cái hộp không? Hộp nó cũng bự không? Mình gọt như nào các bạn, chứ sòi nó bay cái mùi lên thơm.
chín vàng. Mình gọt hai trái xoài mình băm luôn nhiều. Ở nhà thấy xoài ngon không? Mình gọt xong á các bạn, mình để muối vô một tí thấm cái mình ăn. Mời cả nhà ăn với mình nha, ngon quá à. Ngày hôm nay mình ăn xoài đó các bạn, ăn cho ốm. Chứ chưa ăn xoài ngon. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Gia đình mình có ăn cái gì mình quay cho cả nhà xem cho vui.